Anh tên là Đào Văn Vấn, anh đến từ huyện thôn Phương Khê, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vậy anh bị mắc bệnh gì và bệnh tình nó ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của anh như thế nào? Anh thì trước kia thì anh đi khám nhiều nơi rồi thì cũng điều trị nhiều chỗ rồi. Nên là bệnh của anh thì chụp thì người ta bảo là phòng lưu đệm là L3, L4. Nó tức xương bắp chân trái. Nên là trong quá trình làm việc thì nó cũng hơi bị khó khăn một tí. Đi nó thẳng tức mới đau lưng. Trước đây anh đã sử dụng phương pháp gì khác để chữa trị chưa? Anh thì cũng đi nhiều nơi, ví dụ uống thuốc Tây cũng nhiều này. Đi giận lưng thì hơn một năm rồi cơ. Bệnh tình uống thuốc Bắc cũng nhiều nhưng mà bệnh tình cũng không thuyên giảm đấy. Anh có nhận xét gì về phương pháp của Tây y? Nhưng về Tây thì anh thấy là uống thì nó có rút nhanh nhưng mà nó chỉ được thời điểm ngắn thôi. Vậy từ đâu mà anh biết đến viện kế trị về Trường Lãn Ông ạ? Anh thì cũng xem qua mạng, cũng biết được ở trên Hà Nội có cái địa chỉ nhưng mà anh thì chưa có dịp. Thế là mới biết được gần đây là về Hải Dương thì anh cũng qua đây để thăm khám. Sau khi điều trị bằng phương pháp kế trị của viện kế trị Hải Thượng Lãn Ông thì về anh thấy nó có thay đổi như thế nào anh? Nói chung về trước mắt để nhận xét thì tôi thấy là cũng thuyên giảm được cũng phải tầm 40-50%. Vì chân tôi thì bây giờ hiện tượng tức bây giờ nó giảm rõ rệt, nó không còn bị nhiều nữa. Và cái lưng của nó thì bây giờ cũng không thấy đau như trước. Vậy anh thấy phương pháp kế trị nó có ưu điểm gì so với những phương pháp khác ạ? Thực ra là tôi nghĩ là phương pháp kế trị này thì tôi nghĩ là nó cũng không có hại cho sức khỏe. Thuốc Tây không lợi dụng cái mức độ thuốc Tây nhiều. Và bệnh tình gọi là rút này thì chúng tôi là bệnh nhân cũng rất là vui mừng. Cũng mong cho nó khỏi để làm việc. Chứ còn ốm yếu như trước kia uống Tây thì nó chỉ, nói chung là hết thuốc Tây chỉ vài bữa thì nó lại đau. Và hiện nay thì có rất nhiều bà con cũng bị mắc xương khớp nhỉ? Thì anh có thể chia sẻ với bà con về những... Nói chung về nhận xét chung thì tôi không nói, nhưng mà riêng về bệnh tật của tôi thì tôi thấy là rất chi là cũng không biết nói gì hơn, mà cũng rất chi là cảm thấy là rất ưng ý về cái phương pháp kế trị. Và cũng rất chi cảm ơn về tất cả các bác sĩ trong bệnh viện và bên kế trị. Cũng không biết nói gì hơn, cũng chỉ biết cảm ơn thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp kế trị rất hiệu quả này. Viện Kế Trị Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.